Mời quý vị và các bạn cùng Báo Tây Ninh Online cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh, trong nước và thế giới tính đến, đến 18 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2020. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 31 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 131 người cách ly tại các khu cách ly tập trung. Trong đó, cách ly tại K71 là 13 trường hợp, tại khu cách ly ký túc xá trường kinh tế kỹ thuật 28 trường hợp, khu cách ly siêu thị miễn thuế Thế Kỷ Vàng 90 các nơi khác trong tỉnh là không người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 15 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Có 4.349 người phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày. Số người Tây Ninh thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân tại cổng khai báo điện tử. Tính đến chiều ngày 24 tháng 6, có 69.735 người tự nguyện khai báo, 51.002 người đã cài ứng dụng khai báo y tế điện tử công tác theo dõi, điều trị các ca bệnh xác định. Tính từ đầu vụ dịch đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân 117, 118, 252, 315 đã điều trị khỏi 4 trên 4 trường hợp. Công tác khác Thực hiện chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và công văn số 830 Ngày 24 tháng 4 năm 2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Chỉ thị số 06 ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thông báo số 177 ngày 8 tháng 5 năm 2020, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Thông báo số 182 ngày 15 tháng 5 năm 2020, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông báo số 3329 ngày 14 tháng 5 năm 2020, kết luận của ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh ngày 14 tháng 5 năm 2020. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 6 năm 2020, có 5.081 trên 214.661, tương đương 2,4% học sinh trong toàn tỉnh vắng học. Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trong nước Bản tin lúc 18 giờ ngày 24 tháng 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 là người trở về từ Kuwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 352 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 6.318, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 107, cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.411, cách ly tại nhà nơi lưu trú 800. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Đến thời điểm này, đã có 329 trên 352 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại bệnh viện cho rãy. 23 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bà Rịa có số bệnh nhân đông nhất, hiện đang điều trị 8 trường hợp. Tính đến chiều ngày 24 tháng 6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 18 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Phó tiểu ban điều trị cho biết, đã đề nghị bệnh viện chợ rẫy cử một đội cơ động phản ứng nhanh xuống bệnh viện đa khoa tỉnh bà rịa vũng tàu hỗ trợ quản lý điều trị các bệnh nhân dương tính là công dân việt nam từ kuwait trở về Sau đây chúng tôi xin cập nhật diễn biến về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, 24 tháng 6, số mắc bệnh là 9.381.441 người, Số tử vong 480.401 người, số bệnh phục 5.068.567 người. Dưới đây chúng tôi xin cập nhật 10 quốc gia vùng lãnh thổ có số người mắc Covid-19 nhiều nhất trên thế giới. Mỹ 2.347.102 trường hợp, Brazil 1.145.906 trường hợp, Nga 606.043 trường hợp, Ấn Độ 456.183 trường hợp, Anh 307.682 trường hợp, Peru 260.810 trường hợp, Chile 250.767 trường hợp, Tây Ban Nha 246.752 trường hợp, Ý 238.833 trường hợp, Iran 209.970 trường hợp. Bản tin cập nhật tình hình COVID-19 hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!